Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái đầu lắp ngoài hai bên của xe Hyundai Getz 1.1 2009. Đây chính là cái sản phẩm của công ty TOK. TOK là một trong những cái thương hiệu lớn về lắp cho đến thời điểm hiện tại. Đây là một trong những tập đoàn lớn tại Nhật Bản. Đấy. Trong cái combo bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một đầu lắp này, một cao su chụp bụi này, phanh cài này, đai thít và mỡ để khi chúng ta cho vào, sau khi lắp đầu lắp thì chúng ta bôi để cho cái độ bền của sản phẩm nó sẽ cao. Đó, đây chính là đầu lắp của nó này. Đây em nhìn nha. Rất là bé bé nhỏ nhỏ thôi, bởi vì xe ghét mà. Thực ra xe ghế thì nó cũng không 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 quá là to. Đó. Mười hai năm, 19, 52, đây là thông số kỹ thuật của nó. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó chính là cái đầu lắp ngoài của Hyundai Getz. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0856727222. Cảm ơn mọi người.